Một cái mâm như vậy là 6 người ăn. Hai con á. Làm xong khoảng 1,2 kg. Dạ. Tuy nhiên ở đây là một cái món gà rẫy này có một điểm đặc biệt, đó là chuối nè. Chuối ở đây là được hái trực tiếp ở trên núi xuống luôn. À, chuối người ta trồng ở trên núi. Nhưng mà cái núi ở đây là lấy nước suối để chăm cho cái chuối này nó lớn. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Cả nhà thấy cảnh rừng núi có cắm bãi xoài, có hùng vĩ không? Và sau khi mà anh em mình leo núi xong, mình đã phát hiện ra một quán có hai món nha cả nhà. Và cái món gà này cũng hấp dẫn không kém cạnh cái món thằng lằn núi, cho nên mình quyết định là mình sẽ review cái món gà này để mình đăng lên kênh Funny Hùng Vlog. Một cái mâm như vậy là 6 người ăn. Hai con á. Làm xong khoảng 1,2 kg. Dạ. Tuy nhiên ở đây là một cái món gà rẫy này có một điểm đặc biệt, đó là chuối nè. Chuối ở đây là được hái trực tiếp ở trên núi xuống luôn. À, chuối người ta trồng ở trên núi. Nhưng mà cái núi ở đây là lấy nước suối để chăm cho cái chuối này nó lớn. Ui không phải không? Rồi hay á. Còn bên đây là ui. Còn bên đây là cháo. Cháo nó mới bay vào á. Đừng lo. Nó mới bay vào. Đây là món cháo nè cả nhà. Cháo này ngon nè, cháo này rất là nhừ. Cháo con người nó luôn. Cháo dở thì rồi. Còn bên đây là món gà nè. Ôi nhìn cái thớ thịt kìa. Nhìn là thấy chắc rồi đó. Nhìn là thấy gà có tập thể dục chạy mỗi ngày ở trên núi nè. Ê, cái này mình ăn mình trộn ở đây luôn hay là sao? À, gỏi đúng không? Mình bóp á. Hay là mình cứ ăn rồi mình gấp đúng không? Đó. Còn bên đây là gà nướng luôn. Đó, một con như vậy là 300.000, mình sẽ ăn chấm với lại muối ớt và tắc. Đây là dĩa gỏi nè. Còn cái đầu này là ăn kèm với gà nướng. Rồi. Cả nhà sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Anh Hiên à, ai cũng mời nâng ly hết có mình ăn. Ơi, anh Hiên này. Cả nhà nhìn quan cảnh xung quanh nè. Vừa hùng vĩ của rừng núi mà vừa có những cảnh quen thuộc của vùng đồng quê. Có những con gà võng nè, bàn ghế thì cũng rất là giản dị ha. Còn có cái này nữa nè. Mình đi hơi lạc chủ đề đó, mình sẽ quay lại với cái món gà nha. Rồi, đầu tiên chị Chi đi. Chị Chi mới ăn món gì vậy chị Chi? Chị mới ăn gỏi. Gỏi đúng không? Chị ăn thêm miếng gà đi cho hấp dẫn nào. Gà chị cũng ăn rồi. Em ăn gà. Chấm. Dạ. Yeah. Với lại gỏi á làm cũng rất là vừa ăn. Gỏi làm vừa ăn ha. Có bị chua không chị? Chua. Có, chua vừa ăn. Nói chung là đói bụng quá. Với chị Chi thì thấy gỏi ok. Dạ. Yeah. Gà thì mới ăn thử có gà cũng ngon. Cũng ngon luôn ha. Dạ. Yeah. Còn anh Nghĩa thì chắc là giống chị Chi á. Rồi. Ngon lắm em. Đó, ngon lắm đúng không anh? Dạ. Yeah. Rồi vậy qua tới bé Nhi nha. À. Bé Nhi chắc là lại ngon rồi. Đúng rồi, em chịu ngon luôn á. Cái đến là Phùng thì chắc cũng không? Rất ngon. Đúng. Đó, nhìn bé Nhi ăn là biết là từ sáng giờ nên ngon. Ơi, sáng là có ăn bánh canh rồi nha. Có clip bánh canh á cả nhà. Ghé lại clip bánh canh coi. Bánh canh hai tô. Leo núi rồi về đây là tiêu hết bánh canh nè. À. Giờ bánh nạp. Trời ơi, leo núi phải nói là tiêu hết. Tiêu hết của ngày hôm qua luôn, không chỉ riêng bánh canh nữa. Hùng ơi, cái cháo này rất là sánh. Dạ. Khi mình quét với cái miếng huyết nè. Huyết đây làm không là không quá dày. Huyết gà luôn á anh. Mình chỉ cần để vào cái răng cửa mình nè. Hai răng cửa không chạm nhau nhưng mà miếng huyết tự vỡ ra. Tuy nhiên để suy nghĩ rồi. Hai răng không chạm nhau nhưng miếng huyết vỡ ra. Nghe nè. Huyết nằm giữa nè, cái răng chỉ dày thôi. À. Là không cần dính nhau. Nhưng mà miếng huyết tự vỡ ra. Ôi cái đó là nó giòn mới đúng á. Đúng. Anh Thiên hả? Anh nói gì vậy? Anh ăn thấy sao? Món này ăn rất là dính. Rất là dính hả? À... Dính là sao? Dính, là gà dính răng hả? Hay sao? Đó. Bắt vị á. À cuốn. Anh phải dùng từ cuốn. Một cái mà mình cảm thấy là tinh tế là mình cầm cái bao tay để bao tay nữa. Mình xé gà. Dạ. Yeah. Như những quán khác. Gà nướng thì chặt ra bây giờ. Xén xé gà nướng rồi mình ăn thử nha. À gà nướng nè. Giờ là tới chị Chi xé gà nướng. Ồ nhìn cái gà, cái lớp da thấy giòn rồi đó. Khi mà mình ăn cái món này á Chi, mình quên một điều rất quan trọng.
đó là mình kẹp thêm một xíu rau răm và có những cái phần mà cắt sẵn là dưa leo này kia nè, để làm cho món ăn nó rất là đậm đà. Nhưng đừng ăn lá chuối nha, hay lá chuối này người ta ngon. Lá chuối để lót á. Không chứ phải cho nãy nói là Thiên chừa lá chuối lại cho Thiên ăn à. Trời ơi, cái đùi gà kìa. Nhìn không, như cái gà sứ mỡ vậy á ha. Đây. Ồ. Giờ xé ra cho Thiên ăn thử nha. Thử Thiên ăn cái chân đi, cho lọc cái đó. Thiên ăn thử chân đi Thiên. Anh nói nữa là anh Thiên quăng cục phao câu của má. Dạ. Mà nóng quá, rất là nóng quá. Rồi cái lớp da đó thì thôi rồi. Thôi rồi, ta đã ăn sao. Ồ, sao chị? Ngon ha. Nhưng mà đặc biệt nè, hãy là coi cái việc mà người ta nướng á, là người ta sẽ cướp trước cái miếng gà đó và gia vị. Đây là cái than á, nó không có bốc lửa cháy bùng bùng á, cái than là than hồng. Nó sẽ làm cho cái con gà nó chín riu riu từ từ, nó thấm vào trong xương. Dạ. Nó là đậm đà. Than mà nó hồng hồng như vậy là nướng thịt là chất lượng tốt nhất. Đó, đó. Quá đã luôn ha. Chân hoài luôn á. À, có thể mọi người cả nhà sẽ không biết cái địa chỉ ở quán này, thì cái quán này chắc cũng không có địa chỉ đâu ha. Kiểu như cuối đường luôn á em hết đường. À, đi hết đường. Các bạn đi đi tới cái chỗ mà người ta hướng dẫn Mai Thiên Lãnh mấy cây hoặc là mấy trăm mét á, các bạn cứ đâm thẳng hoài luôn lên dốc cho tới khi nào mà các bạn đụng một cái quán có tên là Thu Sang thì chính nó nha. Muốn đi thêm cũng đâu được đâu, muốn đi thêm á, ở đây sẽ có những cái hang á Nhi. Ở đây có những cái hang á mà chị chủ chia sẻ, nếu mà đi mà không biết là lọt xuống chết dưới luôn. Nó gọi là nó sao, rừng thiên nước độc á, chỉ có những ai mà rành đi núi mới dám đi thôi, hoặc là bị lạc nữa. Em mà vô đây bị lạc là phải gọi cứu hộ luôn á, chứ em không mò ra được đâu. Tại vì em biết anh để bụng á, anh để bụng anh ăn món thằng lằn núi. Thôi chứ cái này ngon lắm bụng ơi, bụng ăn thử với phòng câu. Mẹ. Thôi. Thôi anh ăn em ăn phòng câu, em không biết ăn phòng câu. Để ăn cá đúng rồi, em không biết ăn phòng câu lần sau rồi thách thức phòng câu. Đã ăn phòng câu. Đã ăn cái phòng câu. Shinkansen chớ là máu nha. Nếu Shinkansen tài trợ thì Phân Đi Hùng sẽ ráng. Đúng rồi, tài trợ là câu. À, chắc anh Hiên cũng xé cho bé Nhi vài nhát chứ. Vậy hả? Niên này ngồi đây trèo máu quá. Anh Lầu ơi, anh Hiên còn hai trèo dữ quá. Thôi được rồi anh ăn đi. Được rồi. Tại vì anh chưa chấm muối này em không có lấy. Cái này nó nước mà, cái này nó thấm muối luôn mà ông ơi. Vậy hả? Muối ớt đó là anh làm cái muối ớt á. Đây. Anh làm cái muối ớt mà kiểu dạng lọc. Tên gì? Ôi, thịt mềm, nội mùi bị nướng, kết hợp với cái muối ớt nữa. Ờ, quá đã. Mình không biết là mình do mình đói quá hay là thật sự là cho nó ngon, mình cảm thấy rất là ngon. Rất là ngon hả chị? Lớp da thơm lắm. Ừ. Cho nên á, những ai mà leo núi xong á, các bạn không biết đi đâu thì có thể một nhóm đông người các bạn tìm đến quán này để cách ở đây chỉ khoảng 7 cây. 7 cây từ cái mà đường đi nó hơi xấu. Kiểu như á, cái núi Bà Đen á là ở mặt ngoài, còn cái này cũng là dưới chân núi Bà Đen luôn, nhưng mà là nằm ở một mặt khác. Ui, sau lưng còn có con thỏ kìa. Đó, con thỏ đang nằm phơi mình nè. Con thỏ ăn cỏ. Uống chui vô hang. Đi ngủ. Anh Thiên đã ăn hết phần đùi gà rồi, rất hay anh Thiên ơi. Ngon quá, cũng ngon quá. Ngon thiệt chứ. Mình đi đó mình phải kiếm được những quán như vậy nè. Dạ. Kiểu như đi qua hẻm qua ngóc. Cái này gọi là hàng độc. Hàng độc. Độc không phải là thuốc độc mà là độc đáo. Độc đắc. Độc đắc không phải, độc đắc. Độc đắc là xịn á, là trung giả đặc biệt á. Mà cái là đá thì cũng hơi xấu. Dạ đúng rồi. Với lại ở đây á, nếu mà cả nhà ăn xong mệt mỏi có thể qua bên võng đây nằm
À, nghỉ ngơi. Cái này tôi mở tới tối luôn á, cái đèn sáng rất là lãng mạn. Nè có cái đèn nè. Hồi nãy có một cảnh đó, hồi nãy có một cảnh rất là lãng mạn đúng không? Đó là khi đang nằm ở bọc, thả hồn lên những cây xoài. Và ai con chó nó cắn nhau. Được kéo lại bởi những chú chó cắn lộn. À. Đi quéo mày dò lên. Cắn ở dưới chân luôn hả? Đúng rồi, đó là chết anh em luôn. Ôi chà. Em đi hùng ơi. Trời, em tuân thủ cái luật lệ khi mà em đi quay clip đó chị. Giờ em ăn rồi em no, sao lát em thử thách được. Thôi mọi người cứ ăn đi, lát mọi người sẽ nhìn em ăn và thèm lại. Được chứ. Anh sẽ mời. Sẽ có thưởng và phạt. Đó là trường hợp dành cho những lúc mà anh ứ hự, anh ăn không nổi. Rồi, cháo đi thầy Lộc ơi. Cháo rồi có thêm hành, có nấm nữa nha Hùng nha. Có nấm với tiêu nữa. Cái này mà ở đây thì anh thấy còn cái này nè. Như chưa có xé ra. Lòng. Mà cái mà anh xin phép mà Nhi xé giùm anh đi. Em đâu còn mà tay đâu. Có cái kéo, cái kéo. Mè gà sao xé. Nè. Quán tâm lý chưa? Quán tâm lý chưa? Em cái quán rất là tâm lý luôn. Rất là. Đố em biết cái này là mè gà từ đâu? Mè gà. Cảm ơn thầy. Cho con nướng. Chính xác nghĩa à, từ con nướng á. À, từ con nướng đúng rồi. Tại hồi nãy em thấy cái dĩa nó nằm. Còn cái này là con luộc nè. Dạ. Bụng đã ra tay rồi. Thôi peo quá, gấp giùm đi, gấp đi rồi cắt cho. Ừ. Qua tay em làm nướng sắc luôn. Cảm giác mình đói, ăn món gì cũng ngon và nhanh lắm nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đợi khoảng 10 phút nữa thì quay lại cái bàn này coi có còn được như vậy không nha. A few minutes later. Ôi. Bây giờ thì hai con gà chỉ còn trơ xương thôi. Tim của chúng ta ăn quá là máu. Anh Thiên à. Anh Thiên, gà ngon mới có thể ăn máu như vậy đúng không anh Thiên? Thì anh Thiên nói một lời cảm ơn để kết thúc clip này. Cảm ơn tới quán đi. Thì mình cũng rất là cảm ơn quán Ma Tiên Lãnh đã tạo một cái không gian rất là gia đình cũng như là thân thiện với thiên nhiên để gửi tới mọi người một cái clip rất là đậm đà cho cái chuyến đi đầu năm này. Thì nhân dịp clip này lên thì mọi người hãy ghé kênh Funny Hùng Vlog để ủng hộ cho anh em mình một subscribe cũng như là một like. Xin consent bao nhiêu học sinh tới thì cố gắng vận động sub nha. Đó. Ừ, ok. Hôm nay thấy bữa ăn như thế nào Nhi Phụng? Dạ rất là ngon. Ừ. Ơi, Nhi Phụng nha, mốt học nhận xét khác nha. Ghen cộng mốt học nhận xét luôn. Trời ơi. Thanh Niên Thiên, vô nào. Như là gà thì nó bây giờ nó cũng còn trơ xương. Ừ. Mình thì đã được hồi phục sức khỏe. Khỏe rồi. Để thì gửi lời một chiếc lời cảm ơn đến team Funny Hùng Dính. Đã tạo điều kiện cho Thiên, công ty Shinkansen và hai bạn Nhi Phụng đã được tham quan núi Bà Đen, lên chùa Hang và đúng rồi, và được thưởng thức một bữa ăn rất là tuyệt vời giữa một chốn không gian rất là thơ mộng, hoang sơ và rất gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên chó có thể cắn nhau quá nên các bạn đi vào các bạn cẩn thận nha. À, có thỏ nữa Nhi. Có chú thỏ. Thì chiếc clip này tới đây sẽ xin phép được kết thúc. Rồi, hứa hẹn sẽ có những cái clip mới hấp dẫn hơn. Mới hấp dẫn hơn và mình sẽ đi tới nhiều cái địa điểm khác hơn. Không chỉ là quê ngoại của Võ Sĩ Lộc. Cảm ơn mọi người cũng như là quay qua đây. Bye bye. Có một cái dĩa đang chờ không ơi. Kênh nào? Kênh nào? Không, ý là kênh nào đó cả nhà biết. Kênh Funny Hùng nha cả nhà. Đây là món gì? Đó, cái món mà nãy mình nói mình đợi á cả nhà, mình không ăn. Con này nhìn giống con khủng long quá. Đó. Cũng rồi lông. Thôi, ngưng tại đây để cả nhà tò mò qua kênh Funny Hùng. Qua kênh Funny Hùng nha, cắn cái. Thôi, lát đi.